mọi người xem luôn. Mở ra, thử xem. 5 giây! Thưa quý vị, cuối cùng 5 giây đã xuất hiện. Như vậy là 5 giây đã xuất hiện, thưa quý vị. Rất là may mắn. Và 5 giây đã xuất hiện cứu cánh cho gia đình. Số tiền của sở thành Phạm My là 30 triệu đồng. Chúc mừng, 30 triệu đồng đây. Hiện tại cho con tay đây, con tay 30 triệu đồng. Cuối cùng